Các bạn xin được giới thiệu tới quý vị phần trình diễn của hai vợ chồng chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta những giây phút rất là thoải mái. Mời quý vị cùng chào đón phần trình diễn của Bảo Lộc và Hồng Loan. Đây. Đứng lại cho anh hỏi chút xíu được không? Anh muốn hỏi gì? Muốn hỏi đây có phải con gái không? Vô duyên. Mở miệng cái vô duyên à? Gì vô duyên? Hỏi tên gái không là sao? Thì ai biết đâu được. Thời buổi bây giờ nó lạ lắm. Lạ làm sao? Cắt cái thằng gái mà cái đẹp mới chết chứ. Cái gì? Cắt cái? Cắt một cái. Thành con gái? Thành con gái. Trời ơi ghê vậy. Ghê lắm em ơi. Da xanh mẹ đẻ sao nó y vậy, không có cắt cái miếng nào hết. Con gái thiệt. Con gái thiệt, cho anh hỏi nè. Hỏi gì? Lại đây đi, cho anh hỏi. Hỏi gì? Anh muốn... Muốn gì? Anh muốn vợ. Thôi, trời ơi, đừng có lấy vợ. Sao vậy? Lấy vợ khổ lắm á. Ừ ha, mỗi lần mình nói muốn lấy vợ á thì ai cũng nói mình vậy nè. Nói sao? Muốn ngủ ngon thì đừng lấy vợ. Muốn không nợ thì đừng có yêu. Muốn cao siêu thì đừng dại gái. Muốn thoải mái tốt nhất đi tu. Trời đất ơi, vậy sao không đi tu đi, đòi lấy vợ làm chi? Ngu dại gì để tu em? Chứ sao? Người ta còn có câu gì nè. Nói gì? Bò không ăn cỏ, bò ngu trai không gái, rú trai ngu hơn bò. Tắt cái eco giùm em anh ơi. Sao? Nói không nghe, tự nhiên dí mình là thú vật vậy. Ừ ha, kỳ vậy ta. Thôi, kỳ quá. Sao kỳ? Bởi vậy thấy gái mờ mắt, thấy không? Ta nói vậy nè. Nói sao? Con trai ai nấy cũng dê chân dài chân ngắn, không dê chân nào. Bánh mì phải có ba tê, làm trai phải có máu dê trong người. Bắt thang lên hỏi ông trời, ta không dê gái trên đời có không. Ông trời ông bảo hỏi ngông, ta không dê gái công công hả mày. Công công là gì? Công công là bê đê muốn lộ đó bà nội. Không biết á, họ nghĩ sữa đi. Sao nghĩ sữa hả? Nghĩ sữa chuyển hệ nào thì nghĩ sữa. Vũ này giấu nha. Bà tin cho, xin lỗi anh nhưng mà anh em thổ lộ cho bà con biết. Ôi, sao? Trời đất ơi, tình em muốn lộ gì sao đòi lấy vợ? Nói giỡn chơi thôi em ơi. Nhưng mà thấy em á dễ thương, muốn yêu thử không? Yêu thử với anh lần đi. Trời ơi. Một lần thôi. Gặp cái đòi yêu thử liền chứ hả? Ừ, yêu liền. Chơi đại nha. Chơi đại đi. Em thử thôi nha. Yêu thử từ từ thôi nha. Nghe nè. Hai đứa yêu nhau mong ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau mong ước bao nhiêu. Một và hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh. Ta mơ một ước liều mình. Đời mình đẹp mãi với em và anh. Đời mình đẹp mãi duy tương đều duy. Rồi mình đi kiếm liễu xanh mình kết làm mây. Và mình xin cơm chút xin trong hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi chăng? Ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình nắng chỉ hằng. Dù nghe cuộc sống vẫn thêm hào hoa. Đời mình đẹp quá có ai bằng ta? Nên đó nè. Tấm lều lý tưởng của anh và của anh. Đâu lều nào em ơi? Tấm lều lý tưởng của anh và của em. Còn gian dở. Cưới nhau về tắt thở càng mau. Trời, sao vậy? Cưới
nhau về đó. Mới sáng sớm mở mắt dậy, anh ơi thay đồ cho con, anh ơi cho con ăn sáng, anh ơi chở con đi học. Đi làm về buổi chiều mệt gần chết luôn, anh ơi dọn cơm, anh ơi giặt đồ, anh ơi rửa chén, không tắt thở sao được. Trời ơi, bởi vậy thấy không, người ta nói lấy vợ khổ lắm mà đòi lấy vợ chi. Nhưng mà anh thích chịu khổ. Không riêng gì mình anh đâu, mà Nghĩa Sữa nãy giờ cũng thích giống như anh vậy đó. Thích chịu khổ hả? Bởi vậy đếm đầu ngón tay nhiều lắm đó. Phải không? Hình như đếm không có hết luôn á. Phải không? Bây giờ anh chơi thôi anh Nghĩa. Nhưng mà thôi nè, yêu thử anh đi, yêu một lần đi rồi sẽ biết. Thì anh hết nó chịu. Chịu phải không? Thì tiếp nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị.